Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh đọc sách nói chuyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nhau đọc đầu báo của tựa đề là Vì BTS ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng nhất trên Instagram. Vi của nhóm nhạc đình đám BTS được xếp hạng là ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Instagram. Vi đã tạo nên làn sóng trên Instagram được công nhận là ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng nhất thế giới theo công ty phân tích người có sức ảnh hưởng Hive Auditor. Vi đã giành được vị trí thứ 7 trong top 1.000 người có sức ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới, đánh dấu thứ hạng cao nhất trong giới các ngôi sao châu Á. Ở hạng mục âm nhạc, Vi xếp thứ tư sau Taylor Swift, Selena Gomez và Billie Eilish. Theo thống kê, quốc gia có số lượng người theo dõi Vi trên Instagram cao nhất là Hoa Kỳ, với 12,1 triệu người, chiếm 18% tổng số người theo dõi của thành viên BTS này. Vi xếp thứ 7 trong danh sách top 1.000 người có sức ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ và là ngôi sao châu Á duy nhất vào top 10. Tại Anh, Vi cũng đạt vị trí thứ 3 trong top 1.000 người có sức ảnh hưởng lớn nhất là ngôi sao châu Á duy nhất lọt vào top 50. Đây là ảnh các ngôi sao có ảnh hưởng nhất trên Instagram này. Và ngoài các quốc gia là Việt Anh thì Vi có sức ảnh hưởng đáng kể ở Nam Mỹ và châu Á. Tại Brazil, một trung tâm chính của làn sóng Hallyu, Vi xếp thứ 7, cao nhất trong số ngôi sao châu Á. Và tại Indonesia, anh xếp thứ 2 chỉ sau Cristiano Ronaldo, hiện vị trí hàng đầu của mình trong số các ngôi sao châu Á trên toàn thế giới. Mặc dù hiện tại Vi không hoạt động nghệ thuật vì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với những vị trí xếp hạng trên, Vi đã chứng minh được sự ảnh hưởng của mình vào nghệ sức hút đáng kinh ngạc. Mới đây, dịch vụ tiếp thị Internet VLANs đã công bố bảng xếp hạng con số lượt thích trung bình trên các bài đăng trên Instagram. Vi đứng đầu danh sách với trung bình 11,3 triệu lượt thích cho mỗi bài đăng. Trong đó, Taylor Swift người có 284 triệu người theo dõi, nhận được trung bình 7 triệu lượt thích. Vi nắm giữ mức thích trung bình cao nhất cho tất cả những người nổi tiếng, không chỉ riêng nghệ sĩ. Cristiano Ronaldo có tỷ số thế giới với 635 triệu người theo dõi, và trung bình 9 triệu lượt thích. Và những người theo dõi Vi thể mức độ tương tác và trung thành cao hơn so với những người theo dõi lớn hơn đáng kể của Ronaldo. Ảnh hưởng của Vi thường được phản ánh có con số thương hiệu xa xỉ Celine và chứng kiến doanh số tăng trưởng hơn 51% sau khi bổ nhiệm Vi làm đại sứ của họ. Theo Richemont, công ty mẹ của Cartier, vai trò đại sứ của Vi đã góp phần vào doanh số bán trang sức phá kỷ lục là 14,2 tỷ euro trong năm tài chính 2023. Nền tảng tiếp thị người có sức ảnh hưởng của Pháp, Lefty, cũng thừa nhận sức ảnh hưởng của Vi bằng cách vinh danh anh là người có sức ảnh hưởng thời trang hàng đầu cho số những người nổi tiếng và nam giới trong năm 2023. Nhưng mà anh Vi này thần thái hả? Kiểu gương mặt sinh ra là fashionist. Kiểu lon fan vậy, không nhận ra gì. Kiểu ai mà xem anh này diễn một lần là sẽ hiểu luôn. Trông rất là kiểu gương mặt với mọi người sinh ra là kiểu là trong hình thời trang tao có đẹp gì hà lá đấy. Chắc chắn trong tương lai anh này, mình nghĩ là anh ấy sẽ còn có nhiều tài nguyên về thời trang hơn. Hay được định. Kiểu cơ mặt có kiểu là sinh ra không làm thời trang là cả một sự tiếc nuối. Chắc chắn senpai. Ok, vậy là mình đã đọc xong đầu báo ngày hôm nay rồi nha mọi người.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.